Kênh Sam Sushi Vlog xin chào các bạn. Hôm nay mình dẫn các bạn ra vườn hái rau với nhà mình nha. Hôm nay thì nhà mình có rất là trồng nhiều loại rau. Thì này, mùa này là mùa mưa cho nên là cây cối thì nó lên um tùm, không có cần phải tưới gì hết, rau rất là tốt. Nhà mình thì mỗi loại thì trồng một ít như thế này, khi muốn ăn thì cứ ra vườn hái. Sáng sớm khi thức dậy thì mình muốn ăn món gì mình ra vườn mình hái rau đó vô trước. Trước khi trời nắng nhiều thì mình sẽ hái sớm để không có bị nắng và rau nó cũng ngon hơn. Ví dụ như là tối hôm trước mình dự định nấu món gì thì mình sẽ tính trước là sáng dậy là đi hái liền cái loại đó. Thì đây là những cái loại rau trong vườn nhà mình có trồng. Thì thanh long nhà mình cũng có trồng mỗi loại một ít. Thanh long thì nó chín nhiều lắm và nhà mình ăn cũng không có hết, nhưng mà đa số là nó sẽ bị hư do những cái con ong vàng nó chích. Đây là đậu đũa. Đậu đũa nhà mình thì tất cả các loại rau trồng là không có phân thuốc. Còn đây là rau nhút nè các bạn. Rau nhút thì mình trồng ở trên cạn, tức là nó không có nước nhiều thì nó sẽ không có cái nó không có cái trắng trắng nó bao á, cho nên khi mình ngắt cái đọt mình ăn nó thì không cần phải tuốt lại. Đây là rau đay. Rau đay thì mình có thể nấu canh cua ăn rất là ngon, và nhúng lẩu, nhúng giấm nè các bạn, nhúng giấm á, nó chua chua ngọt ngọt ngon á. Đây là rau găm nhà mình. Rau găm thì mình hái vô để làm cái rau gia vị thôi, để trộn gỏi. Còn đây là rau muống đồng. Rau muống đồng nhà mình thì nhiều lắm luôn á, thì nó mọc mà là nó tùm lum hết trơn. Mình muốn ăn thì mình ra mình ngắt cái đọt thôi, rồi mình bỏ cái lá ha, bỏ cái ngọn, rồi sau đó mình luộc hoặc là mình có thể bóp gỏi cũng được. Rau muống đồng thì mình lạc bằng tay chứ không có cắt kéo, vì là khi mình lạc á mình thấy nó non tới khúc nào là mình lạc ngay khúc đó. Nếu mình lấy kéo mình cắt thì nó sẽ bị già các bạn ha, mình lạc bằng tay thôi. Rau muống đồng đây nhiều lắm, ổi nhà mình thì bao lại, ăn trái nào thì mình tự bao trái đó. Như vậy thì nó không có bị sâu, không có bị con ong nó chích. Nếu nó chích là trái ổi nó sẽ bị hư ngay chỗ đó luôn, cho nên phải chịu khó bao như thế này và không có phân thuốc. Thanh long nhà mình đây nè, thì con ong vàng đó là nó bu nhiều dữ lắm, và thanh long thì đa số là khi chín nó sẽ bị dòi á các bạn, tại vì con ong vàng nó chích đó, tới đâu là dòi tới đó. Cho nên nhà mình hái vô thì phải chịu khó là sơ chế lại thì mới ăn được. Đây là lá lốt. Lá lốt này mà các bạn cuốn với thịt bò thì rất là ngon nha. Nhà mình có trồng cây trúc nữa nè, trái nó ra rất là nhiều. Cây trúc này thì cái lá và cái trái đều sử dụng được, mình ăn với thịt gà đó. Cái lá thì mình cắt nhuyễn, mình bỏ vô cái nồi gà thì nó rất là hợp. Đây là rau chùm ngay. Rau chùm ngay nó non ơi là non luôn đó các bạn. Khi mình cắt thì mình cũng lựa những cái lá ngon ở trên cao để không bị dơ nhiều ha, vô mình làm gì nó cũng dễ. Cái trái trúc này nè các bạn, mình làm cái nước chấm á, mình nặn vô ăn rất là ngon mà thơm nữa ha. Đây là cái khu vườn hoa hồng nhỏ của mình. Mùa này là cũng là mùa măng, nhà mình thì có nhiều măng lắm. Rau mình hái sẵn để hôm nay ăn, nhà mình ăn rau nhiều cho nên là cứ hái đầy như vậy đó. Phân dư thì bỏ không sao hết trơn á, tại vì rau của nhà chồng cho nên là cứ hái nhiều nhiều ăn cho nó thoải mái. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video thăm vườn của mình nha. Xin chào bạn ạ.